bài viết có tựa đề Hồng Vệ Binh Phương Hằng Tiền Pháo Ban Tôn Giáo Chính Phủ Hậu Sung, được đăng trên đài Á Châu Tự Do. Nếu thánh chửi Phương Hằng có gan hài tên tuổi Tô Lâm, buộc sao kê tiền, thịt, rượu, phí phục vụ bữa ăn nghe nói lên đến nửa tỷ đồng, chất vấn Tô Lâm quyết toán tiền ăn nhậu vô đâu, ai chi trả, chỉ cần một clip ngắn gọn dăm 3 phút về chuyện ấy, chắc chắn sẽ thu được tối thiểu 50 triệu like. Xứng đáng phong làm bà hiệp sĩ, mà từ bò đỏ đến phản động ba que, ai cũng phải xá chị Phương Hằng làm sư tổ. Ca dao Nam Kỳ có câu, vai mang bị bạc kè kè, nói bậy nói bạ, chúng nghe rầm rầm. Quả không sai nhưng chưa đủ. Thời buổi xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại, không chỉ nói bậy bạ mà còn tục tĩu dơ bẩn, vẫn có lắm người nghe và thậm chí được giới cầm quyền trọng dụng và tận dụng để lừa mị người dân và đàn áp những người cô thế. Phương Hằng lộ hình Hồng Vệ Binh. Sau những cuộc live stream đình đám bằng ngôn từ hạ cấp, nhiều người đã phong cho CEO Phương Hằng xú danh thánh chửi. Nhưng không ít fan hâm mộ tôn xưng chị Hằng là hiệp sĩ thế thiên hành đạo, nghe mà thương cho từ hiệp sĩ bị hiếp dâm và bức tử. Hiệp sĩ ở châu Âu là tước hiệu của giới quý tộc, dành cho những người dũng cảm chiến đấu vì nhà vua, vì dân tộc. Với người Việt, hiệp sĩ hiểu nôm na là kiểu người hùng kiến nghĩa bất vi như Lục Vân Tiên. Tinh thần cốt lõi của hiệp sĩ là phải trừ gian diệt bạo, bảo vệ người cô thế. Ở đây, Phương Hằng sau nỗi thất vọng vì cái tâm dục vọng cuồn cuộn, bất đạt sở kỳ ước nguyện đã quay quắc, vạch mặt lang băm Võ Hoàng Yên. Tiếp đó là vạch lá tìm sâu soi mói vào quỹ từ thiện của các nghệ sĩ. Ngoài trường hợp Hoài Linh với số tiền 13 tỷ đồng, các trường hợp còn lại công an đã điều tra nhưng vẫn chưa kết luận. Mặc dù vậy, như chúng tôi đã tiên đoán trong bài viết, livestream của bà Phương Hằng có lợi cho ai? Mới đây, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 93/2021, Nghị định Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này quản lý chặt chẽ mọi hoạt động từ thiện, nhất nhất phải báo cáo và do chính quyền mặt trận tổ quốc quản lý, tiền còn thừa phải nộp cho mặt trận tổ quốc. Và mấy cơn bão lũ vừa qua ở miền Trung quả nhiên không thấy ai ho he từ thiện. Các livestream của Phương Hằng quả nhiên đã đánh ngay vào người nghèo, cứu nguy cho mặt trận tổ quốc vốn lâu nay đã mất niềm tin của người dân, chỉ có thể móc túi dân bằng những quy định đóng góp bắt buộc. Thách thức Phương Hằng đòi Tô Lâm nộp sao kê. Ngay hiện tình xã hội hiện nay, có rất nhiều điều cần hiệp sĩ Phương Hằng livestream đòi đương sự xuất trình sao kê. Thí dụ, thông tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng trong nhà hàng của Thánh Giác Muối. Báo nước ngoài đăng ầm ầm, báo trong nước im thin thít, mà theo nghĩa của các thánh chửi là nín như nín địt. Mạng xã hội Facebook rộ lên vài tiếng đồng hồ bàn tán xôn xao chiều 5/11, nhưng đến tối tất cả đều sủi tăm. Nếu thánh chửi Phương Hằng có gan hài tên tuổi Tô Lâm, buộc sao kê tiền thịt rượu phí phục vụ bữa ăn nghe nói lên đến nửa tỷ đồng, chất vấn Tô Lâm quyết toán tiền ăn nhậu vô đâu, ai chi trả, chỉ cần một clip ngắn gọn dăm 3 phút về chuyện ấy, chắc chắn sẽ thu được tối thiểu 50 triệu like, xứng đáng phong làm bà hiệp sĩ mà từ bò đỏ đến phản động ba que, ai cũng phải xá chị Phương Hằng làm sư tổ.
Một chuyện khác cũng rất cần hiệp sĩ Phương Hằng livestream là chi phí que, ngoáy mũi. Số tiền chênh lệch giá trong, giá ngoài, giá thật, giá ăn chia chắc chắn nhiều gấp ngàn ngàn lần số tiền 13 tỷ đồng lẻ của Hoài Linh. Hiệp sĩ Phương Hằng livestream đề tài này thì số like bùng nổ đến đứt cáp viễn thông. Đó là những chuyện cần livestream để ngân sách bớt ngập lụt nợ nần, dân đỡ nghèo, đỡ chết oan, chẳng cần phải lên xe xuống ngựa về đất Đức Hòa, Long An, bụi bặm đường xa, chẳng cần phải có công an bảo vệ, ngồi phòng máy lạnh, lai thoải mái được cao view, cả thế giới phải cúi đầu ngưỡng mộ. Chuyện sờ sờ như vậy ai cũng biết, nhưng Phương Hằng không làm, hay chính xác là không dám hé môi. Phương Hằng nhọc công hao hơi tổn sức đi quy chụp, thách thức, cất công cờ đèn kèn chống bầu đoàn tướng sĩ dương oai diễu võ tấn công một ông già 91 tuổi và 8 đứa con nít miệng còn hôi sữa, nói năng còn ngọng nghịu. Livestream mở đường cho ban tôn giáo. Họ tội gì? Họ hát hay, diễn hay, làm clip có đến triệu người like. Họ làm hại ai? Làm hàng triệu khán giả trong ngoài nước mất thì giờ xem clip say mê, mà sao nhãn không chú ý đến lời chửi của Thánh, không đọc báo đảng, không tiếp thu nghị quyết, không đăng ký tu theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tố, lăng nhục người vô tội, bất chấp người già trẻ em, lối cường quyền bất nhân ấy chỉ có thể là loại hồng vệ binh của Mao. Các tiểu tướng hồng vệ binh cũng chỉ đánh vào quan chức trái ý của Mao. Phương Hằng đủ nhẫn tâm đánh vào thường dân vô tội, đáng phong làm đại tướng. Quả thật vậy, trong cuộc chiến lần này không rõ vô tình hay hữu ý, chuyến vi hành của nữ tướng hồng vệ binh được bầy đàn YouTube kèn kèn, bò đỏ, rầm rộ hưởng ứng tung hô phụ họa. Những lời lẽ cáo buộc dơ bẩn của Phương Hằng được khuếch đại tối đa, gây ra cho xã hội mối hoài nghi vào mọi điều lương thiện. Tình thương yêu trân trọng bị xem là lừa bịp. Việc đứng tên làm cha mẹ các trẻ mồ côi để né tránh các thủ tục nghiệt ngã của nhà cầm quyền về hộ tịch, về cho nhận con nuôi bị xem là bằng chứng loạn luân. Kích động sự tò mò tọc mạch của con người, kích động bản ngã tự mãn tự tôn tự do bình phẩm, đánh giá người khác để vuốt ve, che lấp thất bại, yếu kém của số đông người. Phương Hằng đã thành công giúp đảng làm băng hoại giá trị đạo đức, lòng tin xã hội hơn đàn bò đỏ gấp vạn lần. Đã vậy, lần này còn có cả chiến lược kết hợp tiền pháo hậu sung. Chỉ một ngày sau cuộc tấn công thất bại của Phương Hằng, báo chí quốc doanh lại rộ lên thông tin cuộc họp báo của Bộ Nội vụ. Báo dẫn lời ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng Tịnh Thất Bồng Lai sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ là cơ sở do bà Cao Thị Cúc xây dựng. Bà Cúc ban đầu làm nhà riêng để ở, sau vận chuyển các tượng Phật, đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành cơ sở thờ tự. Ông Trọng cho rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Cũng theo bài báo, mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ tượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo, nhưng ông Trọng vẫn khẳng định vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Đây là sự cáo buộc hết sức khiên cưỡng và trái luật. Như bà Cúc đã nói, Tịnh Thất Bồng Lai là nơi tu tại gia, họ thờ Phật nhưng không xưng danh là Phật giáo Việt Nam, cũng không truyền đạo, phát triển tín đồ ngoài gia đình hay kêu gọi quyên góp cho hoạt động tôn giáo. Đó là điều bình thường mà mọi gia đình đều có thể làm, tại sao phải được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận hợp pháp? Khán giả mến mộ tài năng chứ không do thương mại. Vừa qua, một số thành viên trong Tịnh Thất Bồng Lai đã thành công trong các cuộc thi hát, game show của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc thi này được đánh giá bằng tài năng chứ không phải do lòng thương hại hay tín ngưỡng mà họ phải giả danh nhà sư trẻ mồ côi.
tài năng của họ không chỉ chinh phục ban giám khảo và công chúng các cuộc thi mà còn qua kênh người xem YouTube trên toàn thế giới. Họ thực hiện nhiều clip ca nhạc hoặc ghi lại các sinh hoạt, đời sống của thành viên trong gia đình đưa lên YouTube, thu hút hàng triệu khán giả, được danh hiệu nút phím bạc vàng của Google, được khán giả mến tặng. Đó là quà tặng của khán giả, của người hâm mộ, hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo. Thậm chí khán giả góp tiền cho họ mua xe ô tô là để đưa các cháu bé đi học, đi chơi, quay clip. Nó khác hẳn với các hành vi kích động mê tín trục lợi Phật giáo quốc doanh như cứu vong giải hạn như chùa Ba Vàng hoặc cúng hối lộ Phật để Bộ Y tế cấp phép cho vaccine Nanocovax. Điều kỳ lạ là từ cáo buộc vi phạm tôn giáo lại bới móc sang lĩnh vực xây dựng nhà đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở trên có một số sai phạm như các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên và xây dựng trên đất ở nông thôn. Bà Cao Thị Cúc là chủ cơ sở trên đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Với các cáo buộc loạn luân trong năm 2020, tạo dựng sự kiện có người nhiễm Covid vào đây, chính quyền đã cưỡng chế toàn bộ thanh niên đi cách ly, lấy máu xét nghiệm ADN và không phát ra quan hệ huyết thống nào. Nhưng dựa vào các việc, các nữ thành viên trong gia đình này đứng tên khai sanh cho các bé, Ban Tôn giáo đã đưa ra thông tin lập lờ để củng cố lòng tin cho các fan của Phương Hằng. Ông Trọng nói, tại hộ của bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ được bà Cúc xác định sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với những phụ nữ có con ở cơ sở trên để làm rõ thêm những nội dung liên quan. Đứng tên làm mẹ cho trẻ thì bị cáo buộc là loạn luân, xin nhận con nuôi thì làm khó không cho phép. Ôi, ông cựu phó chủ tịch Đoàn Duy Thành đã than, làm người khó thế. Ông phó ban tôn giáo còn quan tâm cả đến việc vệ sinh thực phẩm gia đình của họ và cho biết việc chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng tại cơ sở trên thì bếp ăn chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đàn áp đến đơn vị nhỏ nhất, gia đình. Điều đáng lo ngại là sau hơn 2 năm đàn áp bằng đủ mọi cách, mọi lực lượng từ công an, côn đồ, báo chí, truyền hình, YouTube, lần này là cuộc tấn công tổng lực, Phương Hằng và bầy đàn YouTube rầm rộ mở đường dư luận, tiếp đó là chính quyền dùng quyền lực tấn công, e rằng gia đình bé nhỏ này khó thể tồn tại trong xứ thiên đường. Các vụ việc đàn áp tôn giáo nằm ngoài quốc doanh của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì nói như Nguyễn Trãi, trẻ hết chúc, nước Nam cũng không ghi hết nổi. Giáo xứ Cồn Dầu Đà Nẵng, Thiền viện Bát Nhã Làng Mai ở Bảo Lộc, chùa Liên Trì Thủ Thiêm, Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây, cũng ở Đức Hòa Long An đã bị xóa trắng. Hàng trăm tín đồ Hòa Hảo ở Phú Tân, An Giang bị bắt giam. Đó là những tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo chính thức, chính quyền có thể bao biện vì lý do chính trị, chụp úp, trù dập họ để bảo đảm quyền lực tuyệt đối cho chế độ độc tài. Ở đây chỉ là một gia đình tu tại gia, không truyền đạo, họ nuôi dạy trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, các cháu được sống trong yêu thương, phát triển văn thể mỹ nhưng vẫn bị bóp nghẹt bằng thủ đoạn tàn tệ. Chính quyền có cả hệ thống quyền lực, cả hệ thống chính trị mà phải mượn đến mồm mép thủ đoạn dơ bẩn của Hồng vệ binh Nguyễn Phương Hằng thì quá tác tệ. Với những người đang hà hê với niềm vui, sự thỏa mãn thần tượng Phương Hằng,
Với những YouTube bỏ đỏ kèn kèn, hãy khơi dậy chút lương tri, thức tỉnh, quay đầu. Quy luật nhân quả là vĩnh cửu và không bỏ sót một ai. Những viên đá ném vào những người bất hạnh ở thiền am sẽ được tạo hóa ném trả lại cho bản thân và gia đình người tạo nghiệp. Chào đời.